Xin chào các bạn, về cái màn hình của chiếc Butterfly này thì thật là càng dùng mình càng yêu thích. Mình trước đây đã dùng rất nhiều các thiết bị màn hình đỉnh như iPhone 5, rồi kể cả là HTC One X, rồi kể cả là thậm chí là Xperia TX. Thế nhưng mà càng dùng thì mình mới càng thấy cái màn hình của chiếc Butterfly nó quá đẹp. Thực ra mình có hỏi một số người bạn của mình khi mình so sánh cái iPhone 5 với màn hình của chiếc máy này với những người hoàn toàn bình thường, tức là người ta không quan tâm đến những cái vấn đề là cái mật độ điểm ảnh nó là sao. Những người con gái thì người ta mua máy về là chỉ biết là máy nét thôi, thì những người đấy nói với mình là gần như là không thấy sự khác biệt giữa màn hình mật độ điểm ảnh siêu cao lên chiếc Butterfly này và chiếc iPhone 5. Nó không đem lại quá nhiều sự khác biệt của chúng ta khi chúng ta nhìn bằng mắt thường. Thế nhưng mà hầu hết mọi người đều cho là màn hình này nhìn thích thật, thích hơn cả iPhone 5. Nguyên nhân tại sao? Tại vì màn hình của nó, thứ nhất là nó rất là lớn. Bây giờ chúng ta theo xu hướng là cứ lớn càng thích, màn hình rộng 5 inch mà hơn nữa là độ nét của nó lại tương đương với iPhone 5. Đấy là mình đang nói là từ góc nhìn một cái khoảng cách bình thường ấy, các bạn sẽ thấy là cái độ nét tương đương thôi chứ không khác biệt. Nhưng mà màn hình đã quá to như thế này rồi mà nét được đến như thế, mà trên lý thuyết còn nét hơn nhiều, thì chúng ta tất nhiên là nhìn thấy sẽ rất là thích rồi. Thế màn hình Full HD này thì mình sau một thời gian dùng thì mình thấy một số cái hạn chế. Thứ nhất về cái ren, cái trang web của chúng ta thì có cái hiện tượng là khi chúng ta zoom nhanh thì cái dòng chữ trên trang web này sẽ bị mất khoảng 1 đến 2 giây sau mới bắt đầu các dòng chữ mới nét căng ra được. Cái hiện tượng này thì mình đã gặp trên Nexus 10 và mình cũng có đề bản trong cái video review Nexus 10 cũng như nói về màn hình của chiếc Butterfly. Thì các máy HD khác trên thị trường như Galaxy S3 mình sử dụng thì cũng có bị như vậy, nhưng mà cái hiện tượng của nó xảy ra khá là nhanh, nghĩa là nó không bị lâu quá như chiếc Butterfly này. Nhưng mà các bạn yên tâm là nó không quá khó chịu, chỉ mất khoảng 1-2 giây. Và khi mình zoom quét lại thì một phần do quét nặng nên sẽ bị như vậy. Còn vấn đề đọc báo còn lại thì các bạn yên tâm, rất là thoải mái, không có một vấn đề gì khác. Tiếp theo là về game ứng dụng. Như các bạn đã biết, hiện nay thì cái độ phân giải của màn hình Android mới đang phổ biến ở mức HD, vì thế nên với màn hình Full HD chúng ta sẽ sợ là ứng dụng không tương thích. Thì trong quá trình sử dụng thì mình thấy cả ứng dụng của nó hiện nay, cho ứng dụng gì mà mình đã dùng trên S3 mình đem qua trên chiếc Butterfly này thì nó cũng không có gì khác biệt, mọi thứ vẫn ổn hết. Ứng dụng chạy rất là mượt mà, không có hiện tượng là bị hình phần đen ra giống như kiểu iPhone 5. Từ iPhone 4 sang các bạn thấy là bị đen hai phần khung hình, thì với Android nó tự zoom lại ứng dụng và mình thấy là cái ứng dụng này hoạt động vẫn tốt, nó không có bị đứt hay là bị vỡ nét. Đây thì tất cả các cái ứng dụng của mình thì đều dùng rất là ok. Tuy nhiên đến game, các bạn biết hiện nay thì Butterfly có cấu hình rất là tuyệt vời, Snapdragon S4 Pro, RAM 2GB, mình chấm những cái điểm số như là điểm lên Mach 2 đều đạt 59 khung hình trên giây, GPU của nó rất là tốt, cũng như điểm Quadron AnTuTu đều rất là vượt trội, là một quái vật trên thị trường. Tuy nhiên thì các bạn thử tưởng tượng là các bạn đảm bảo được ai có hứng thú là chúng ta khi chơi game trên màn hình Full HD này rất là sướng lắm. Tuy nhiên màn hình Full HD này mình chưa được phát hiện ra một cái nhược điểm. Hiện nay các game trên hệ thống Play Store chưa kịp update kịp thời với cái màn hình Full HD. Ở đây mình có một cái game của Game Lot là game Hero of Order and Chao. Thì cái game này của mình bị hiện tượng là nó bị co lại một góc màn hình, không full màn hình cho chúng ta để chơi, mà chỉ chiếm được một góc bé xíu ở đây. Đây các bạn thể thấy đây. Thế nghĩa là nó tương đương với, chắc là mình nghĩ là tương đương với độ phân giải HD thôi. Chúng ta chỉ chơi được cái trên cái hệ thống này, nó không full màn hình ra được. Nó hệt giống như kiểu là bạn đang dùng iPad mà bạn chạy ứng dụng của iPhone thì nó sẽ bắt buộc bị zoom lại mà phải có phím zoom. Thì trên cái Android của chúng ta thì lại không có tính năng như vậy, với smartphone chỉ có tablet thì mới có. Đây chính là hạn chế thứ nhất của cái màn hình Full HD này. Hạn chế tiếp theo vẫn là về game, đấy là một số game không tương thích. Ở đây mình có lên Play Store và các bạn đi tìm thấy là mình cùng tìm một từ khóa là Need for Speed, chính là mình muốn tìm cái game Most Wanted. Thì rất tiếc là trên Butterfly của mình là không tìm thấy cái game này, và mình lên trang web và cái game này đến từ EA thông báo cho mình biết là nó không hỗ trợ cái chiếc Butterfly. Và mình rất muốn làm đề tốt, tức nghĩa là mình muốn mua bản quyền, nhưng mà tại Google ép buộc mình nên mình lại phải cài bản crack. Thì bản crack mình cài vào thì crack thất bại, mình chưa test được xem như thế nào. Tuy nhiên bên cạnh đó thì một số game còn lại của chúng ta, như ví dụ mình có game Modern Combat 4, game bắn súng của hãng GameLock, và tất nhiên đây cũng là game bản quyền từ 7S. Các bạn có thể đăng ký để ra cả đặt game bản quyền tại cửa hàng. Với game này thì mọi thứ đều rất ok, chúng ta không bị mất một khung hình giống như cái game Hero of Order and Chao kia. Mặc dù cái game Hero of Order and Chao kia mình chơi trên chiếc Nexus 10 nó vẫn full màn hình, độ phân giải của nó rõ ràng là rất khác biệt, nhưng mà không hiểu sao lại phía chiếc Butterfly là bị như vậy. Có lẽ do máy tính bảng nó sẽ tự zoom được cái hình của chúng ta. Đây, với game này thì mình chơi rất là thoải mái. Các bạn thấy là những cái hiện tượng đổ bóng rồi khung hình rồi bắn đạn rồi bị thương của nó là trên màn hình Full HD này nhìn sướng hay là sướng. Chơi game cảm giác như kiểu là mình đang chiến đấu thực sự mà chiến trường. Mọi thứ rất là mượt mà, mình không gặp phải bất cứ khó khăn nào hết. Được.
một số game còn lại thì đều rất là ok, kể cả là Fruit Ninja của chúng ta phiên bản mới nhất trên Play Store cũng tương tác rất là tốt, nó không có bị vỡ hình hay là xấu như chúng ta tưởng tượng nếu mà sợ màn hình Full HD sẽ zoom lại. Tiếp theo đấy là mình sẽ nói về cái thời lượng pin. Như các bạn đã biết thì thời lượng pin là chúng ta rất là lo lắng khi mà chúng ta sử dụng cái chiếc Butterfly này. Sau một thời gian sử dụng, mình có sử dụng các tính năng còn lại như là chính nghe nhạc thì mình nhận thấy là bất cứ cái gì mà liên quan đến màn hình nhiều nhất thì cái đấy sẽ tiêu tốn cái năng lượng của bạn nhiều nhất. Đó là điều lẽ đương nhiên rồi. Và ở đây khi mà mình xem phim, mình có test một bộ phim mình xem lên YouTube liên tục 2 tiếng thông qua Wi-Fi. Độ sáng của mình là 30% thì máy rơi tụt xuống từ 80 xuống còn 50%. 30% đấy mình nghĩ là cũng không quá tệ. Nhưng mà trong công việc đáp ứng hàng ngày của bạn thì với chiếc Butterfly này pin sẽ tụt khá là nhanh nhờ cái màn hình của nó. Đây sáng nay mình vừa sạc 100% chỉ sau một số bài test cho các bạn down game thì máy của mình đã tụt rất nhanh xuống còn 83% khi mà mình đây là mình để độ sáng của nó ở mức cao nhất. Thế nên mà trong quá trình sử dụng này mình có một lời khuyên các bạn hãy luôn luôn bật cái tính năng là tiết kiệm pin trên chiếc Butterfly này thì nó cũng đỡ được phần nào cho các bạn. Nếu các bạn không bật tính năng này mình lo sợ là các bạn dùng sẽ nhanh hết trước một ngày. Và nếu các bạn cảm thấy video này thực sự hữu ích thì đừng quên like và share nó với bạn bè. Trong tương lai thì mình rất hy vọng là Google sẽ nhanh chóng update cái phiên bản Android thế phần mềm tiếp theo để tương thích tốt nhất cho màn hình Full HD cũng như các nhà sản xuất game và ứng dụng hãy làm sao mà tối ưu hóa nhất tận dụng hết được cái không gian màn hình vừa lớn vừa độ phân giải siêu cao như chiếc Butterfly này. Tại vì tương lai chúng ta còn Xperia Z này, còn Samsung Galaxy thế hệ tiếp theo, hầu hết các màn hình Full HD chắc chắn là sẽ xuất hiện trong năm nay. Và chúng ta còn chờ đợi phần mềm để tương thích tốt nhất với các phần cứng này. Các bạn đừng quên subscribe YouTube của chúng tôi để có thể theo dõi thêm các thông tin công nghệ khác của 7F. See you again.